Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra nhanh gói Samsung Pay cộng ha. Đầu tiên mình sẽ vào cài đặt này, đã nhập Samsung Account đây ha. Rồi thứ hai nữa mình vào Samsung Member đây, mình qua một hỗ trợ này và mình kéo xuống. Đây là nó sẽ hiển thị là cho mình là tới ngày 5 tháng 1 2024 ha. Mà thật chất á, là nó không thể nào tới cái ngày này được, tại vì cái gói Samsung là tặng cho 12 tháng thôi. Rồi có nghĩa là từ ngày 5 tháng 10 2022 nè, nó sẽ tới ngày 5 tháng 10 2023 thôi ha. Cái này là mình sẽ là có 3 tháng. Cái này là mình sẽ có được là 3 tháng tặng gói tặng bảo hiểm tặng bảo hành chính hãng thôi ha. Bởi vậy khi mà các bạn coi cái này chưa chắc thì đã đúng. Tùy chương trình ha, có nhiều chương trình nó sẽ tặng cho mình tới 6 tháng thôi, có nghĩa là tới từ ngày 5 tháng 10 2022 đến 6 tháng sau. Còn những cái ngày sau này là bảo hành bình thường, cái tặng kèm bảo hành bình thường. Mình coi cái này là mình biết chắc chắn là máy mình sẽ được bảo hành tới đây với chế độ bảo hành điện tử của Samsung đây ha. Các bạn cần cái gì thì có thể liên hệ với số hoặc comment bên dưới ha.